bánh bèo xứ Huế. Là mảnh đất nổi tiếng bởi vẻ đẹp mộng mơ trữ tình, xứ Huế thân thương còn được mọi người biết đến qua nền ẩm thực độc đáo và phong phú. Một trong những món ăn nổi tiếng đó chính là bánh bèo Huế, điểm nhấn của ẩm thực trên mảnh đất này. Hấp dẫn từ tên bánh. Vì sao lại gọi là bánh bèo? Là vì chiếc bánh có hình giống cánh bèo hay vì chiếc bánh này có một lý do nào khác? Điều này không ai biết. Không rõ bánh bèo Huế có từ bao giờ. Chỉ biết nếu đến Huế, bạn sẽ nhận thấy sự xuất hiện của loại bánh này ở mọi nơi, từ những bữa cơm dân dã trong mọi gia đình cho đến những bữa tiệc hay những buổi liên hoan. Sự hiện diện của bánh bèo Huế thân quen đến mức người ta coi nó là một phần không thể thiếu của ẩm thực nơi đây. Đến với xứ Huế mộng mơ, bạn có thể thưởng thức bánh bèo Huế ở khắp mọi nơi. Nhưng thú vị nhất vẫn là được ngồi trong những quán nhỏ mang đậm chất Huế, ung dung thưởng thức từng miếng bánh và lắng nghe những câu hò mượt mà. Người Huế bảo, ăn bánh bèo nơi đây mà ăn nhanh thì sẽ chẳng bao giờ thấy hết cái ngon, cái ngọt của loại bánh này. Trái lại, ăn bánh bèo Huế là phải ăn chậm, nhai kỹ. Lúc đó, bạn mới cảm nhận được hết tinh hoa của món quà thân thuộc của đất Huế. Ngắm nhìn từng cánh bèo, ta cứ nghĩ loại bánh này phải được làm thật công phu. Nhưng mấy ai biết rằng, bánh bèo nơi đây làm đơn giản, chỉ là bột gạo lọc kỹ, quậy đều, sao cho không bị vón cục, sau đó dùng chút mỡ trộn cùng vào. Và đổ vào những chén nhỏ xinh, khi đổ phải thật khéo léo và cẩn thận, sao cho lát bánh thật mỏng, có hình giống cánh bèo. Công việc tiếp theo chính là đem bánh hấp cách thủy. Đến cách ăn. Phần nhân bánh được làm bằng tôm tươi lọc vỏ giã nhuyễn, rang cháy và phi thơm hành mỡ cho vàng rộm. Thưởng thức bánh bèo đúng cách là phải ăn trong những chiếc chén nhỏ đó. Nếu ai cầu kỳ mà lại đựng bánh trong đĩa sang trọng thì quả thực đã làm hỏng đi cái hồn và chất của bánh Huế. Miếng bánh bèo ngon nhất chính là nhờ vị tôm cháy và thứ nước chấm đặc biệt. Nước chấm này được pha từ nước mắm, hòa chung với mỡ, đường, tỏi ớt. Vị nước chấm pha xong không được mặn, cũng không được nhạt, nó phải hơi ngọt ngọt một chút và dậy lên mùi thơm đủ đánh thức những tâm hồn nhạy cảm. Thêm một điều nữa khiến bánh bèo Huế trở nên đặc biệt, đó chính là việc người Huế dùng que tre vót mỏng như một mái chèo nhỏ. Cảm giác khi được cầm que tre, gắp miếng bánh chấm với nước mắm thơm ngon, thật thú vị. Đi ăn bánh bèo, ai không biết gọi mua một chiếc, sẽ bị người khác nhìn bằng con mắt hết sức ngạc nhiên. Thật lạ khi nhà hàng đưa ra, không phải một đĩa, một bát hay một chiếc bánh, mà là một mẹt đầy những chiếc chén nhỏ vừa bằng vỏ hến. Bánh bèo làm bằng bột tẻ lọc mịn, được chất đầy mỗi chiếc chén vỏ hến đó, rồi đưa cả mẹt vào nồi hấp chín. Khi đưa ra mời khách, nhà hàng rắc thêm lên mặt bánh bèo, nào là bột tôm khô, thịt nạc, tóp bì giòn tan. Mẹt bánh bèo rộn lên những màu sắc hấp dẫn, hòa với làn hơi nóng nghi ngút. Người Huế bảo, ăn bánh bèo nơi đây mà ăn nhanh thì sẽ chẳng bao giờ có được cái ngon, cái ngọt của loại bánh này. Trái lại, ăn bánh bèo là phải ăn chậm, nhai kỹ, lúc đó bạn mới cảm nhận được hết tinh hoa của món quà quen thuộc đất Huế. Đến Huế, ở đâu cũng có thể thưởng thức món bánh bèo, từ những gánh hàng đi rao của các mẹ, các dì, hoặc cũng có thể vào các quán hàng từ các hẻm ngõ cho đến đường phố Huế. Có những con đường, mật độ hàng bán bánh bèo nhiều đến mức người ta quen gọi tên phố là phố bánh bèo thay vì tên gọi chính thức của nó. Ăn bánh bèo ở Huế đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa đầy thú vị. Ai đến Huế mà chưa tìm ăn bánh bèo, khi về sẽ thiếu đi một chuyện để nhớ, để thương. Theo CNET.